Ở tuổi 22, Dominic Szoboszlai đã là đội trưởng đội tuyển quốc gia, thi đấu cho Liverpool và khoác chiếc áo số 8 của huyền thoại Steven Gerrard. Rất nhiều áp lực đặt lên vai cầu thủ người Hungary, nhưng anh vẫn đang gánh vác tất cả bằng bản lĩnh được tôi luyện. Những người Magyar thần thánh là cách giới mộ điệu gọi đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary của thập niên 50 thế kỷ 20. Với những ngôi sao vĩ đại như Ferenc Puskás, Gyula Grosics, Sándor Kocsis, Hungary đã có một thế hệ vàng vĩ đại, trình diễn thứ bóng đá khuynh đảo các cầu trường và là một trong những thế hệ đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử dù chưa từng đoạt danh hiệu World Cup hay Euro. Lối chơi của Hungary thời điểm đó được xem như tiền thân của bóng đá tổng lực mà người Hà Lan sử dụng sau này. Tuy nhiên, về sau, bóng đá Hungary ngày càng sa sút. Trên bình diện quốc tế, họ không còn có thể tái lập những màn trình diễn mang tính khuynh đảo như các tiền bối. Xét về phương diện các cá nhân, nền bóng đá này thiếu vắng những gương mặt xuất sắc mang tầm cỡ hàng đầu thế giới. Nhưng lúc này, người Hungary đã có một nhân vật để tin tưởng, Dominic Szoboszlai, niềm hy vọng mới của nền bóng đá Trung Âu. Ở tuổi 22, Szoboszlai đã là đội trưởng đội tuyển quốc gia, thi đấu cho Liverpool và khoác chiếc áo số 8 của huyền thoại Steven Gerrard. Rất nhiều áp lực đặt lên vai cầu thủ người Hungary, nhưng anh vẫn đang gánh vác tất cả bằng bản lĩnh được tôi luyện. Để gặt hái thành công, nền bóng nào cũng cần một biểu tượng. Người đó vừa là nguồn cảm hứng về mặt chuyên môn lẫn tinh thần để thúc đẩy cả tập thể tiến về phía trước. Tại Hungary, trọng trách đó đang được đặt trọn vào Szoboszlai. Với màn trình diễn của Szoboszlai trong màu áo Liverpool đến thời điểm hiện tại cùng tuổi đời còn rất trẻ, cầu thủ người Hungary đang có cả tương lai rộng mở phía trước để bứt phá lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong cuộc phỏng vấn cách đây chưa lâu với tờ Telegraph, huấn luyện viên Jesse Marsh, thầy cũ của Szoboszlai tại Red Bull Salzburg và RB Leipzig, gọi cầu thủ 22 tuổi là David Beckham của thời hiện đại. Khi trái bóng nằm ở chân phải của cậu ấy có thể đưa nó đến bất cứ đâu. Độ chính xác và tốc độ của đường bóng thật đáng kinh ngạc. Và tôi dùng từ thời hiện đại bởi cậu ấy cơ động hơn Beckham, nhà cầm quân người Mỹ chia sẻ. Sự đa năng là một thứ vũ khí của Dominic Szoboszlai. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann từng nhận xét Dominic có thể đá ở rất nhiều vị trí. Cậu ấy có thể đá tiền vệ tấn công ở vị trí lệch trái hoặc hoạt động ở khu vực của tiền đạo cánh trái. Ngoài ra, cậu ấy cũng có thể làm điều tương tự bên cánh phải. Tại Salzburg, cậu ấy thường xuyên hoạt động trong vai trò số 10 và cũng đá ở vị trí số 8, lệch trái. Mùa giải năm 2022 đến năm 2023, cầu thủ người Hungary thường xuyên được sử dụng trong vai trò chạy cánh phải và dẫn đầu Leipzig ở nhiều thông số. Theo thống kê của The Analyst, tại Bundesliga mùa giải trước, Szoboszlai dẫn đầu Leipzig về sự tham gia vào chuỗi tấn công bóng sống, 6 tình huống, 90 phút, và xếp thứ tư toàn giải đấu về sự tham gia vào chuỗi tấn công dẫn đến một cú dứt điểm bóng sống, 163. Một điểm đáng chú ý, mùa giải trước chỉ Leroy Sane có nhiều tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm tại Bundesliga hơn Szoboszlai, lần lượt 37 và 36 cú dứt điểm. Trong khi đó, ở mùa giải này sau khi đã gia nhập Liverpool, anh lại đang được Jurgen Klopp sắp xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm, số 8, trong hàng tiền vệ 3 người. Sự tự tin khi có bóng, khả năng xử lý bóng mềm mại, tần suất hoạt động cao cùng sự tích cực trong việc hỗ trợ phòng ngự giúp Szoboszlai bắt đầu trở thành thần tượng mới tại Anfield. Không chỉ vậy, thói quen sút xa của anh đang bắt đầu phát huy tác dụng mà cụ thể là bàn thắng vào lưới Leicester City tại Carabao Cup vừa qua. Tinh thần chiến đấu cao, sở hữu khả năng ngã những cú rocket vào lưới đối phương, phong thái tự tin, chiếc áo số 8 cùng ngoại hình ưa nhìn, không phải vô cớ khi khán giả bắt đầu so sánh Dominic Szoboszlai với Steven Gerrard. Bản thân tiền vệ người Hungary cũng xăm lên người mình câu nói của huyền thoại người Anh, tài năng là món quà trời ban, nhưng nếu không có sự khiêm tốn và ý chí phi thường thì tài năng chẳng có giá trị gì. Đó chính là cách Dominic Szoboszlai luôn tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được ngừng học hỏi, ngừng cải thiện mỗi ngày. Niềm đam mê và ý thức tập luyện bóng đá của Szoboszlai đã được truyền bởi người cha của mình từ khi anh còn nhỏ. Khát khao tiến bộ được cầu thủ người Hungary duy trì liên tục. Ông Jerzy Szoboszlai, cha của tiền vệ Liverpool, tiết lộ con trai mình luyện tập đá phạt khoảng 100 đến 200 lần mỗi ngày. Và trong 7 bàn thắng mà Dominic Szoboszlai đã ghi cho đội tuyển quốc gia, có tới 3 tình huống là từ các cú sút phạt trực tiếp. Trong thời đại dịch, anh cũng thuê huấn luyện viên để duy trì và nâng cao điều kiện thể lực của bản thân. Sự nghiêm túc của Szoboszlai, cùng việc được hưởng nền giáo dục bóng đá nổi trội như lời Jurgen Klopp nói về cậu học trò, giúp anh đang thực sự là gương mặt triển vọng hàng đầu hiện tại. Người Hungary đã chờ quá lâu để có một biểu tượng bóng đá toàn cầu mới sau thời của những Puskás, Kocsis. Cổ động viên Liverpool đã mòn mỏi chờ một người xứng đáng kế tục chiếc áo số 8 đã trở thành biểu tượng của Gerrard. Và rồi Dominic Szoboszlai đã xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã nghe bản tin. Nguồn bóng đá 24 giờ.